Alo, chào các anh chị em. Gia đình mình cần bán miếng đất có diện tích là 234,9 mét vuông. Đất là đất trồng cây lâu năm ở xã Phú An, Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đất này thì lên thổ cư trong vòng một nút nhạc và giá lên thổ cư cũng khá rẻ. Đất thì tương đối bằng phẳng, đường vào đất là đường nhựa, rộng từ 4 đến 5 mét. Đất có mặt tiền đường rộng 5 mét, sâu và 47 mét, đã được rào lưới B40. Vị trí khu đất thì cách thành phố Thủ Dầu Một là 12 cây số, phải di chuyển thì khoảng trong vòng 19 phút. Cách đường DT744 là cái đường hướng lên Dầu Tiếng thì 2,5 km. Thì để di chuyển lên khu đất thì cũng rất là dễ. Mình đi từ thành phố Thủ Dầu Một, mình đi thẳng lên tới trạm thu phí Suối Giữa, sau đó mình sẽ quẹo trái vào đường DT744. Đường DT44 là đường lên Dầu Tiếng. Mình chạy khoảng tầm 4 cây số thì mình gặp cầu Ông Cộ, sau đó mình chạy thêm khoảng 1 cây số nữa thì mình gặp ngã tư Phú Hứ. Ngã tư Phú Hứ giao giữa đường HL609 và đường DT744. Đường HL609 là đường làng, hồi xưa gọi là đường làng. Đường khu vực này là khu vực của gần nhà cụ Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nên là rất là an ninh và đường là toàn bộ là đường nhựa hết. Mình chạy đường HL609 thêm 2,5 cây số thì mình sẽ gặp một cái hẻm hẻm nhựa cách đường 50 m là đến vị trí khu đất. Cái khu đất của mình á, thì nói về an ninh thì cực tốt, tại vì nó gần công an xã Phú An cũng như gần là gần nhà bắt chiếc nên là rất là an ninh. Đặc biệt là khu đất mình á, là nó nằm trên đường HL609, là một cái con đường song song với DT744 hướng lên Dầu Tiếng cũng như là song song với cái sông Sài Gòn. Thì thật ra là cái khu đất mình cách sông Sài Gòn khoảng từ 500 đến 700 mét nên là buổi chiều gió hướng từ sông lên cực kỳ mát. Ngay ngã tư Phú Hứ thì mình quẹo trái vào HL609 thì mình đi khoảng tầm 1,5 cây đến 2 cây số mình sẽ gặp đồn công an xã Phú An. Cái khu đất của mình thì cách đồn công an xã Phú An không quá 300 mét. Thì tới cái đồn công an xã Phú An mình di chuyển khoảng tầm 100 mét thì mình sẽ gặp cái ngã ba, gọi ngã ba vào Bến Đò. Thì nếu mình quẹo trái là đi hướng vào Bến Đò thì đường nhà bắt chiếc là nằm ở trên cái đường vào cái Bến Đò. Nhưng mà vị trí khu đất thì mình lại tiếp tục đi thẳng khoảng tầm 200 mét nữa. Thì bên tay trái sẽ có một cái hẻm nhựa rộng từ 4 đến 6 mét, sau đó mình quẹo vô 50 mét là tới vị trí khu đất.